Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa công khai danh sách 22 đơn vị địa phương chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong tháng 7 năm 2023. Cụ thể 8 sở ban ngành gồm Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng bảy địa phương gồm ủy ban nhân dân quận cẩm lệ ủy ban nhân dân quận hải châu ủy ban nhân dân quận liên chiểu ủy ban nhân dân quận ngũ hành sơn ủy ban nhân dân quận sơn trà ủy ban nhân dân quận thanh khê ủy ban nhân dân huyện hòa vang các phường xã gồm ủy ban nhân dân xã hòa phú ủy ban nhân dân xã hòa phong ủy ban nhân dân xã hòa châu ủy ban nhân dân xã hòa khương ủy ban nhân dân phường thọ quang ủy ban nhân dân phường nại hiên đông ủy ban nhân dân phường an hải bắc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết, số hóa và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định, bảo đảm không để tình trạng giải quyết hồ sơ của tổ chức công dân chậm trễ, đồng thời thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ liên thông trong vòng 4 giờ làm việc sau thời điểm đột hồ sơ, không được kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ, làm ảnh hưởng đến thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.